Hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo trực tuyến tập huấn các quy định chính sách của luật bảo vệ môi trường và những văn bản quy định chi tiết thi hành luật cho các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Dự tại điểm cầu Ninh Bình có lãnh đạo một số sở ngành, ủy ban nhân dân và chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường 8 huyện, thành phố. Tại hội thảo, đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan về các quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020, về những văn bản hướng dẫn thi hành luật, một số chuyên đề về phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và một số quy định khác về quản lý chất thải, phân vùng, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh và thanh kiểm tra về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên. Cùng với đó, các đại biểu đã thảo luận những nội dung trọng tâm như ý thức trách nhiệm của người dân bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đô thị và nông thôn, quản lý chất thải và kiểm soát các chất thải ô nhiễm khác, ứng phó với biến đổi khí hậu, quan trắc môi trường, hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, đăng tải chính thức toàn bộ nội dung hỏi đáp trên cổng thông tin điện tử của Bộ, tiến tới ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai chi tiết các quy định mới của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, qua đó sớm đưa các quy định chính sách mới của luật đi vào cuộc sống, đảm bảo chính xác, thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực.